bạn. Chào các bạn, vừa mới về một thùng găng U-Sport. Chào Gôn Béo, chào em Quang Huy. Chào Lý Hải. Găng UNH là Sport Aero Red đã về nè, Lý Hải ơi. Em chào anh Hoàng. Hôm nay thì mới về một lô U-Sport nữa thì muốn chia sẻ với anh em. Thì có mẫu mới, có mẫu cũ, có mẫu sale và đặc biệt là các mẫu Absolute thì rất là rẻ, và hiện tại thì bên mình đang sale các mẫu Absolute. Cảm ơn em Xuân Dương. Thì hôm nay thì có cái phần đặc biệt đó là các mẫu Absolute Rip cực kỳ rẻ luôn, thì muốn chia sẻ với anh em cho những ai thích U-Sport. Thì mình xin giới thiệu trước sơ qua ha, rồi mình sẽ báo giá cho các bạn từng mẫu. Thì ai mua trong cái phần livestream này thì mình sẽ giảm cho bạn đó 100.000 luôn nếu mà đặt hàng trong cái livestream này ha. Bây giờ mình nói trước ha, đây là mẫu Super Rip Aero Red của Hulo Rorid. Thì các bạn biết là mẫu này Hulo Rorid đã chụp trong trận chung kết World Cup và đã đoạt giải ha. Thì bên mình về đủ size 7-8-9 luôn cho các bạn. Giá thì chút nữa mình sẽ báo sau ha, bây giờ mình giới thiệu từng con một. Thái ơi, có một mẫu có xương nha em. Đợt này về có một mẫu có xương, để chút nữa anh giới thiệu luôn cho em ha. Tiếp theo là đôi Super Rip Half Negative. Thì đôi này là trong bộ 3 mũ Super Rip của U-Sport Aero Red. Thì mẫu này là mẫu một trong những mẫu ngón tay được thiết kế là ngón Negative. Tiếp theo, Công Dũng ơi có xương nha, em đợi xíu anh sẽ giới thiệu ha. Mẫu này là mẫu Absolute Rip Negative. Các bạn có tin không, mẫu này hiện tại bên mình bán giá chỉ là 1.100.000 thôi, rất là rẻ so với những đợt trước, vì mẫu này đang sale ở bên U-Sport Germany. Thì bên mình lấy mẫu này về luôn. Và giá rất là tốt cho một mẫu Absolute Rip, chỉ 1.100.000. Nếu mà các bạn đặt hàng trong cái livestream này á, thì bên mình sẽ giảm cho các bạn 100.000 liền luôn. Là cái mẫu này chỉ có 1.000.000 thôi mà chúng ta được sử dụng mút Absolute Rip của U-Sport luôn. Một cái loại mút mà theo mình á, thì nó không thua Super Rip là bao luôn. Cái độ dính và độ bền thì rất là cao. Nguyễn Hưng, đây là mẫu cỏ nhân tạo đây. Đợt này thì mình lấy cái mẫu cỏ nhân tạo này là Super Resist. Mẫu cỏ nhân tạo này là mẫu Super Graphic. Cái mẫu này là cái đợt trước mình có lấy rồi, thì cái giá của nó là đến 1.300.000, 1.400.000 lận. Thì đợt này nó cũng chỉ có 1.100.000 thôi.
Các bạn nên mua nhanh nha, tại vì cũng không có nhiều đâu, tại vì hàng sale thì có nhiều thì mình cũng gom được một ít thôi. Chứ những cái dealer lớn của thế giới người ta cũng đã gom hết rồi. Thì các bạn thấy đây là cái phần so sánh cái độ bền của găng nè. Các bạn thấy cái phần 4 sao không? Có cây búa với lại có cái cỏ artificial grass và cái cây búa là hạt cao á. Đó thì hai cái đó thì nó đánh giá là 4 sao. 4 chấm có nghĩa là mút cực kỳ bền, nhưng mà grip grip thì cái độ dính của nó chỉ là có 2 sao thôi. Long Đình ơi, Loris chỉ có 2 triệu 2 triệu 250 ngàn thôi em. Long Đình, Loris chỉ có 2 triệu 250 ngàn thôi. Thì đây là cái phần đánh giá chúng ta chơi tốt ở trời nắng, cực kỳ bền và độ dính thì 2. Đây là cái mẫu Super Rip lộc. Đây là cái mẫu Super Graphic dành cho cỏ nhân tạo. Các bạn thấy ha, thì mình có size 8 và size 9. Tiếp theo là thêm một mẫu nữa. Đó là mẫu Absolute Absolute. Thì cái mẫu này cũng là thuộc dạng Absolute Grip. Các bạn thấy là độ dính là 4. Chơi mưa là 3. À, grip cũng là 3. Thì đây là cái mẫu ngón platform. Mình thì mình thích dùng cái mẫu này nhất nè. Đợt nào U-Sport ra thì mình cũng lấy một đôi mình dùng hết. Absolute Grip ngón Blast. Đây là dòng Eliminator của U-Sport nha các bạn. Đây là những mẫu cũ nhưng mà giá thì hiện tại thì rất là tốt, và các bạn không nên bỏ qua các mẫu Absolute Grip này, vì hiện nay mình bán là giá chỉ có 1,1 triệu, có nghĩa là nó đã giảm hơn 50% giá trị của cái găng rồi. Và các bạn nào đặt hàng thì sẽ giảm được 100, thì có nghĩa là đôi này chỉ còn 1 triệu thôi. Và 1 triệu cho một đôi Absolute Grip thì là quá là rẻ, theo mình là nên mua. Tiếp theo đây, bạn nào hỏi găng có xương thì mình sẽ xin giới thiệu, đây là găng có xương. Đây đây là găng có xương 4 ngón. Ok, bò sữa đợi đáp thì cuối tháng này về nha em, cuối tháng này về. Thánh phủi, thánh phủi tâm mèo mua găng chi vậy? Đây là đôi Super Shop Bionic. Thì cái mẫu này nó có xương 4 ngón, dành cho các bạn nào thích chơi xương. Ngón platform mút Super Shop ok. Tuy không bền bằng Absolute Grip nhưng mà chụp cũng ok. Công dụng đây, đây đây nè em, đây là găng có xương nè. Găng có xương 4 ngón nè em. Đôi này thì cũng 1,1 triệu thôi. Và giảm 100 ngàn là còn 1 triệu. Tâm mèo, tâm mèo chuẩn bị xuống chụp gôn hả, nên đòi mua găng hả? Găng bán không tặng nha, chưa mở hàng nha tâm mèo. Đang bị chấn thương đầu gối rồi nè Tâm ơi. Bữa giờ gần hơn 1 tháng rồi chưa chụp được chừng nào đây nè. Chắc giải này không dám chiến rồi. Cái dớp của anh nó bị dính luôn rồi mèo ơi. Nó không có phá được đâu. Bây giờ bị chấn thương dây chằng rồi. 1 tháng hơn là chưa đá được chừng nào nữa. Còn gì nữa không ta, để mình coi còn gì nữa không nha. Các bạn đợi xíu để coi còn gì nữa không. Long ơi, chấn thương thì định nghỉ rồi mà thứ sáu này có trận bán kết rất là căng đây nè. Bây giờ không có biết sao đây. Chán ghê.
Cố gắng Tâm ơi, cố gắng cố gắng. Còn nếu mà anh không cố được thì em là giành cúp rồi em tặng anh nha. Ok, để ngày mai anh anh like Gobe với lại đáp cho em nha, bò sữa. Các thanh niên ơi, găng không có thanh lý đâu. Găng nếu mà cũ quá thì đem cho thôi chứ không bán lại. Còn găng để còn quay trở lại nữa mà. Cảm ơn em Tâm Mèo. Cố gắng trở lại. Long Long ơi, cái cảm giác này thì em hiểu là đúng rồi. Anh một ngày không đá banh thì nó cũng hơi bị ngứa ngáy á, chứ nói gì là hơn tháng trời rồi. À, giới thiệu sẵn giới thiệu bạn, đây là mấy cái mẫu RT, mấy cái mẫu bọc ống quyển. Chúng ta nên có những cái phần này vì hiện tại thì các bạn biết là V-League cũng như là bóng đá phổi nó lấy chân rất là nhiều. Nên phải trang bị bọc ống quyển, chứ không là đôi khi gãy làm đôi thì nào cũng hay nha. Phổi thì phổi chứ cũng phải bọc ống quyển nha. Hoàng Lê có Adidas nha em, có gì chút nữa cứ inbox anh gửi hình cho. Bây giờ anh giới thiệu Usport xíu. Găng là không có cho, không, găng là không có thanh lý Long nha. Nhật Minh có bộ quần, có bộ U-Sport đó, em có lấy không? Đây nè, bộ này là bộ U-Sport, áo, vớ, quần và áo bên trong luôn. Là nguyên một set đó, có 3 màu. Màu này là màu chuối, nổi nhất. Rồi bảo đảm luôn, thằng Uisport lại gửi thiếu hàng nữa rồi. Vãi thiệt, thằng Uisport. Uisport nó lại gửi thiếu hàng rồi. Ủa Vinh hồi chiều đó có gửi một thùng thôi phải không? Có. Chào bạn Hữu Toàn. Buồn quá các bạn ơi, thằng U-Sport này nó lại gửi hàng thiếu cho mình rồi. Bây giờ thì không thấy bộ quần áo thì có 3 bộ mà mình đặt đến 6 bộ. Mình đặt đến 3 màu lượng mà nó gửi có 1 màu thôi. Buồn quá, gửi thiếu hàng rồi Nguyên ơi. Gửi thiếu hàng rồi. Quá thiếu. Nhật Minh bộ đồ full set này á là 1,5 triệu. Là nó bao gồm một đôi tất, một cái quần ngắn, một cái áo bó với đệm khuỷu tay, với lại một cái áo bên ngoài. Long ơi, nó thiếu chắc đợt World Cup vừa rồi á, nó làm nhiều hàng quá. Nó gửi anh thiếu đợt này là đợt thứ hai rồi. Cũng có nói nó để gửi chung với đợt này mà cuối cùng lại vẫn thiếu. Bây giờ thì phải đặt hàng nó thêm rồi kêu nó gửi những cái mẫu thiếu. Cái này nó giống nó chơi chiêu quá. Bởi vì anh em ủng hộ lẹ lẹ đi để còn tiếp tục đặt hàng nữa nha. Hoàng Nguyên ơi, tiền mua của nó là tàn chuyển khoản trước không à, chứ không có vụ COD đâu. Mà không thiếu một đồng á. Ok.
Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu những cái mẫu găng cho các bạn xem thử ha. Để xíu. Coi ly mà mua luôn á thì sẽ được giảm 100 ngàn em, mua trong cái comment ở đây luôn ha. Bọc chân thì 300 350 nha Nguyễn Anh Minh. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu từng mẫu găng và mình sẽ cho các bạn giá luôn để các bạn có thể đặt mua mua trong đây luôn ha. Thì đây nè, đây là cái đôi Aero Red Super Grip HN. Cái mẫu này là cái mẫu mới nhất của USPORT và một trong ba đôi Super Grip giá tốt nhất. Thì cái mẫu này á thì giá là 2 triệu 150 ngàn. Đôi này là 2 triệu 150 ngàn nha các bạn. Nếu các bạn comment mua trong cái livestream này thì còn 2 triệu 050 ngàn. Thật ra sáng giờ hàng nó về nhiều lắm mà mệt quá trời luôn, không có làm được. Tối nay thì mới rảnh livestream nè, các bạn thấy nè, cái mút của Super Grip nè cực kỳ dính luôn, kéo ra mà kéo không nổi luôn á. Mút rất dính nha. Cái màu của World Cup đợt này thì đúng là cái màu cực đẹp luôn á, một sự thành công của USPORT đối với năm nay luôn, từ World Cup cho đến giờ luôn. Đây mình đeo cho các bạn nè. Cái tay của mình á, thực không phải nói khen chứ sinh ra là để đeo găng size chính á, mình cái găng nào size chính đeo vô cũng vừa y à. Chào em Hoàng Leo. Đây các bạn thấy mẫu Aero Red Super Grip HN với ngón negative. Đây, ngón negative. Em thấy không? Super Grip. Rồi. Nói lại luôn các bạn ha, đôi này là 2 triệu 150 ngàn. Nếu mà mua trong phần livestream này thì sẽ giảm 100 ngàn là còn 2 triệu 050 ngàn. À, mình có size 7, 8 và 9 cho các bạn lựa chọn ha. Chào anh Bùi Tùng. Chào thầy Hữu Tấn. Đây. Super Grip HN. Size 10 thì Adidas thì vừa Hoàng ơi. À, tay Adidas size 10 thì anh vừa. Còn Super Grip USPORT lại với hãng khác thì size 9 thôi. Size 9 là vừa luôn. Ok. Rồi mình qua cái này ha. Tiếp theo là đôi gửi thiếu nhiều hàng quá các bạn ơi, nó gửi thiếu nhiều hàng quá. Tiếp theo là đôi Hugo Lloris Aeores Super Grip, một đôi găng đã làm nên lịch sử cho đội tuyển Pháp và riêng cá nhân thủ môn Hugo Lloris. Tuy anh có bán một trái ở trận chung kết nhưng mà chúng ta cũng có thể tha thứ được ha, vì đội tuyển Pháp vô địch rồi. Đây là đôi Super Aeores Hurlerit. Thì cái mẫu này mình vẫn có đặt size chính nhưng mà không bị hiểu sao giờ không thấy size chính luôn. Nên giờ không có đeo vô cho các bạn được tại vì đôi này chỉ size 8 thôi à. Đó. Thì cái mũ Super Grip thì mình không có nói nhiều nữa. Không, giờ mình muốn mở ra mà nó cũng rất là khó. Rất là khó luôn á. Đó, nó rất là dính luôn ha.
Thì đôi này á, thì mình bán là 2 triệu 250 ngàn. 2 triệu 250 ngàn. Thì bạn nào mua thì còn 2 triệu 150 ngàn ha. Rồi thầy tính một đôi xe 7 hả? Để coi nha. Tại vì nó gửi thiếu hàng nhiều quá. Để chút nữa kiểm tra lại coi đủ size không đã. Đây. Thì cái đôi Hulu Lorit này á, thì nó các bạn có thấy là ở phía backhand á thì nó làm cái ngón nó rất là round à, nhưng mà cái ngón tay nó là dạng như là lá farm, lá farm à. Cái răng thì rất là nhẹ. Ở đây thì nó có 3D sub zone, những cái thanh đấm bóng à. Thì cái đôi Hugo Lloris này được cái backhand nó mang cái cổ tay nó mang khá dễ vì nó là bằng thun à, những bạn nào tay to thì mang Hugo Lloris là hợp lý, còn mà tay nhỏ tay to mà mang những cái cổ cổ này á, cổ găng này á, dù nó có cái phần thun ở đây nhưng mà nó cũng rất là khó vào ha, mình phải nhét 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 thì nó mới vào được. Đây. Chào anh Mập Nguyễn Mạnh Hiền à, anh có vô Sài Gòn thì vô nhanh nhanh nha. Rồi tiếp theo à, nãy giờ thì là găng xịn thì giới thiệu nhiều rồi, bây giờ giới thiệu cho các bạn mấy cái mẫu rẻ rẻ xíu à, và giá cũng cực kỳ tốt luôn, mình bảo đảm luôn. Đây con Hurorit là Super Grip Nhật Minh. Đây là cái mẫu găng mình rất thích dùng của dòng Unsport Absolute Grip. Chào Mạnh Hiền, em vô Sài Gòn lẹ lẹ nha, chứ không là hết size đó. Đang đợi em nè. Đây là cái mẫu Absolute Grip mà mình rất là thích, vì mình thích cái ngón tay lá farm và cái mút Absolute Grip theo mình nghĩ á, là nó đủ xài cho mình rồi, dùng cực kỳ chất luôn, vừa dính mà vừa ôm. Ồ thứ sáu vào hả? Thứ sáu anh đã giải lúc 6 giờ. Ok, nếu mà vô buổi sáng thì ghé cửa hàng anh chơi luôn. Là cái mút của nó không thua gì Super Grip đâu bạn, cái độ dính rất là cao ha. Đây à, mỗi lần Usport nó ra một mẫu mới và có cái dòng Absolute Grip này và ngón lá phao là mình sẽ lấy một đôi mình bắt à, mình có một đôi mình bắt đây. Đây cái đôi này là đôi mình bắt hiện giờ nè. Anh nghĩ trời mưa thằng Absolute này bắt cũng ngon đấy phát lê à, tại vì anh bắt rất là nhiều rồi đó. Đây là cái đôi găng anh xài và xài cũng đã lúc mà nó mới ra luôn, lúc mà nó mới ra dòng Eliminator Absolute Grip này đó, thì các bạn thấy là mình xài cũng rất là nhiều, thi đấu bao nhiêu trận thì mình cũng không nhớ đâu nhưng mà rất là nhiều rồi. Tại tháng này mình cũng không thi đấu nữa nên cũng mới giặt xong. Đây mút thì cũng khá là bền, cũng không có chóc nhiều, chỉ có li ti đó ngay đây nè đó. Còn ở mặt này á, thì do nó cũng làm bằng latex nên nhiều khi nó bong chóc thì bình thường thôi đó. Còn bên đây thì mới ở là mới luôn, mới là mới luôn. Đôi này là anh đang xài mà Hiền, đôi này anh đang dùng, ý anh nói là anh đang dùng đôi này, nó rất là bền, mút rất là bền, anh dùng rất là lâu rồi và chụp cũng khá là nhiều. Ngón lát farm thì các bạn thấy là những cái ngón tay này nó sẽ không bị chóc ở trên đầu giống như là ngón negative ha. Mấy cái ngón này thì nó rất là, nói chung là mình chụp cái lát farm mình có cảm giác rất là sướng à. Còn các bạn khác có thể chưa quen với ngón lát farm thì các bạn muốn ôm. Nhưng mà theo mình á, thì cái ngón lát farm này á, những cái đời sau á, Usport làm khá là ôm và êm.
cái form tay rất là vừa và nó rất là thoải mái, chụp nó rất là cảm giác, nó không có bó như là đát. Thật ra đát nó bó quá mình chụp không có được, có khi mà chụp mà phải tê tay luôn á. Cái này đeo cũng khó, mấy đôi này đeo dễ, mấy đôi này đeo nó khá dễ ha. Thì đó, thì mình nói tiếp đây, đây là đôi mới. Là các bạn nhìn đi, đôi mới đôi cũ mình chụp á, mút nó cũng chóc không có bao nhiêu hết á. Đó. Đó. Rất là bền, mút rất là bền và tốt luôn ha. Thật ra Super Rip anh chưa chụp mưa thử luôn á Phát ơi. Dù anh bán rất là nhiều nhưng mà anh chưa chụp trời mưa dưới Super Rip bao giờ, anh chỉ chụp trời nắng thôi. Đây. Các bạn thấy vô cái form rất là ngon. Ngón êm vừa luôn. À. Thì tất nhiên là những cái bạn mà ngón ốm, tay ốm thì chúng ta không có thể, nó sẽ dư cái backhand một xíu ha. Đây. Thì cái mẫu này á giá chỉ là 1,1 triệu thôi. Rất là rẻ luôn so với một đôi găng Absolute Grip. À, thì các bạn nếu mà đặt hàng như hôm nay thì chỉ còn 1 triệu thôi. Thì mẫu này thì chỉ còn size 8 và size 9 thôi, không có size 7. Rồi tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một đôi rồi thầy Tuấn lại máu nữa rồi. Thầy Tuấn lại máu rồi. Ok. Đây. Tiếp theo là một đôi Absolute Grip cho bạn nào thích ngón tay negative. Đây là một mẫu theo mình biết thì nó dành cho World Cup 2017 của bóng đá nữ thế giới. À. Đây các bạn, cái màu cực kỳ nữ tính luôn. Cái màu cực kỳ feel luôn. Mang đôi này ra sân là bao nổi luôn. À, màu xanh Megata mà phối với màu hồng. Đây các bạn. Màu này anh thấy hợp với em á Mạnh Hiền. Em cũng hơi rồi đó ha. Đây. Ngón negative cho bạn nào thích ngón negative. Mút cực dày luôn, 4mm, Absolute Grip bao dính luôn. Ha. Đây. Đây là dòng Absolute Grip Style. Mẫu này mình bán rất là chạy luôn á, đợt trước về mười mấy đôi mà bán sạch luôn rồi. Hôm nay thì nó sale nên về tiếp cho anh em để giá rất là tốt nè. Đợt trước bán đôi này là 1,350,000 á. Ơ 1,5 triệu chứ. Bây giờ nó còn có 1,1 triệu mà. Quá rẻ luôn. Mấy mẫu này mà không lấy nữa thì rất là tiếc á, một bạn hết rất là tiếc nha. Đấy. Đây là mẫu Absolute Grip ha. Ok. Xong. Tiếp theo là mẫu Super Graphic. Đây là mẫu dành cho cỏ nhân tạo. Đây, những bạn nào thích cỏ nhân tạo thì không bỏ qua đôi này. Nếu các bạn muốn bền thì mấy mẫu găng này á thì nếu mà các bạn muốn bền thì độ dính sẽ không có. Còn mà muốn dính thì độ bền tất nhiên sẽ kém. Đó là cái quy luật thôi. À, bây giờ mình sẽ đeo thử. Đây các bạn thấy cái mút của Graphic nó rất là cứng. Và nó hơi mình gờ vô nó cảm thấy là đúng là dùng cho sân cứng luôn. À,
Thì đôi này cũng vậy luôn, giá 1,1 triệu. Cực kỳ ôm tay luôn. Dù là ngón lát farm, có thể ngón tay mình bự, nhưng mà ngón lát farm là rất là đẹp. Cái màu này nó cũng phối rất là đẹp, màu xanh lá cây với trắng dành cho cỏ nhân tạo. Rồi. Cuối cùng trong cái thùng này á, là đôi Super Shop Beauty. Ở nay cuối tháng về nha bò sữa. Có thể là thứ 6 tuần này hoặc là thứ 2 tuần sau là có hàng Nike và các mẫu Adidas World Cup. Còn Super Shop này thì dành cho các bạn thích có xương và dòng tầm trung. Giá cũng tầm cỡ 1,1 triệu. Thì hồi đó giờ mình cũng ít mang găng có xương lắm, vì cũng không có thích, và mình thích sự thoải mái. Mang xương thì nó hơi bó cái tay một xíu nên đôi khi cũng không có thích được. Thì đôi này á, mình bán đợt trước cái đôi màu trắng vàng á, thì cũng được nhiều các bạn hưởng ứng lắm. Thì nên đợt này nhiều bạn hỏi thì mình sẽ về thêm các mẫu này. Đây nè các bạn thấy chưa, độ dính cũng không thua gì Mood Absolute ha. Giờ mình sẽ đeo vô cho các bạn xem. Con này có xương nhưng mà mình bảo đảm với các bạn luôn, cảm giác cực kỳ thoải mái luôn. Xương bốn ngón rất là mềm. À, các bạn thấy mình bóp nè, rất là mềm luôn. Đây, nếu mà đá lên, nếu mà đá cái banh thì cái xương nó sẽ chống lại cho các bạn ở đây. À, màu này cũng phối rất là đẹp, màu trắng và màu xanh dương. À, Bình An ơi, Adidas cuối tháng này nha em, Adidas cuối tháng về. Quốc Trung, okay. Chào Quốc Trung, chào Nhân Di. Ok các bạn, đây là một đôi có xương và cũng là đáng để cho các bạn nào thích xương để sử dụng đó. Xương nhưng mà nó không có không cứng lắm, nó không làm chúng ta cứng cái tay lắm, cảm giác rất là thoải mái. Đây. À, đôi này cũng 1,1 triệu nha các bạn. Cuối cùng trong cái thùng này á, thật ra là nó còn một đôi AL Red Reflect nữa mà mình không thấy, chắc nó dễ quên rồi. Bây giờ mình giới thiệu cho các bạn cái bộ quần áo nguyên set của Usport đợt 2018 này, cực kỳ đẹp luôn. Mình đặt đến 3 màu rồi mà nó dễ vậy, có 1 màu à, bó tay. Đầu tiên là đôi tất, đôi vớ. Các bạn thấy nhìn đôi vớ cực kỳ chất lượng luôn. Ồ, nó dày mà nó êm nữa. Đây, dày mà êm. Màu này mặc vô là sáng chói luôn. Đó. Cái đôi vớ này dành cho các bạn chân dài ha. Nếu các bạn chân dài các bạn mang rất kỳ là đẹp, nó qua cái đầu gối luôn. Còn các bạn chân ngắn thì nó mang đến nách, đến háng luôn á. Đó. Đôi vớ cực kỳ chất và dày. Dài nữa. À, màu gối rất là đẹp. Nếu mà size 44 á thì nó là thường là vớ rồi size L. Thì
Cái bộ này nó bán thì vớ là size L hết. Đây nó bán vớ dài không à. Đây cái quần. Còn đây là cái quần U-Sport. Cái quần nó cực kỳ mát luôn, mặc cực kỳ mát luôn các bạn. Cái giải của nó là được U-Sport giới thiệu, có nghĩa là hơi thở, giống như thoát hơi, hơi thở rất là nhẹ và rất là mát. À, bên hông thì họa tiết chấm bi. 1m76, em mang size em nặng nhiêu ký bò sữa? 1m76 á, nếu mà size Âu á, là em mang em nặng, nếu mà em nặng cỡ 70 ký á, thì em mang size M. Còn nếu mà cỡ như anh nặng 80-90 thì mang size L là vừa, chắc luôn. Đây cái quần. Bây giờ tiếp tục. Cái phần thích nhất á, là mình thích cái áo Space Layer này. Cái áo này rất là nhẹ luôn, mặc thấm hút mồ hôi. Các bạn chơi trời nắng hay trời mưa gì nó cũng cực kỳ là sướng. Và đặc biệt là ngay cái khuỷu tay nó có một cái bảo vệ. Cái bảo vệ này nè rất là mềm và êm. Bóp vô cực kỳ sướng luôn. Đó. Vậy em lấy size M nha bò sữa. Size M là vừa luôn á. Đây là cái Space Layer. Cái này bận ở trong. Bận ở trong. Còn đây là cái áo tay ngắn mặc ở ngoài. Cái áo này mặc ở ngoài cực kỳ đẹp luôn. Đợt trước mình về cỡ 10 bộ mình bán sạch rồi. Các bạn có nhu cầu thì đặt hàng tiếp ha. Chứ cái mình theo mình á, quy một set mà 1,5 triệu mà được 4 món á thì là quá ngon luôn. Cái giá quá đẹp luôn. Tính ra 4 món mà 1,5 triệu chia ra món cỡ 350. 350 mà một cái áo chính, được hai cái áo chính hãng, một cái quần chính hãng, một cái đôi vớ là quá rẻ. Nếu mà các bạn mua riêng một cái áo không của U-Sport đó mà mới ra mẫu mới á, bèo lắm cũng phải 1 triệu. Còn mà hàng sale thì 700-800 ngàn. 1m78, cỡ tướng em thì mang L được. Nhật Minh ơi, nếu anh ở đây có 3 bộ thôi nha, một bộ size S là có khách đặt nè, còn một bộ size M và một bộ size L thôi. Nếu có lấy thì comment luôn, inbox cho anh luôn để anh chừa lại ha. Và phần cuối cùng là những cái RT, những cái bọc ống đồng. Thì đây là những cái bọc ống đồng khá là nhẹ, nhưng cái độ cứng cáp của nó rất là tốt. Mình đã dùng thử cái mẫu này rồi. Thì các bạn cũng biết hiện tại thì V-League và bóng đá phủi thì nạn mà ăn chân của nhau cũng khá là nhiều, nên chúng ta nhiều khi phải trang bị cho nó tốt. Dù sao thì đá banh cũng là giải trí thôi, mà hiện tại mấy bạn hơi bị máu. Đa số là mua nguyên, anh bán nguyên set không à Hoàng Nguyên ơi, không có bán lẻ. Đây các bạn thấy nó rất là nhẹ, trong đây là một lớp xốp mềm. Màu sắc bắt mắt. Nó có một cái thun này để chúng ta mang ở bên ngoài để chặn cái RT lại. Chúng ta mang vậy nè. Nó có hai màu. Có thêm màu này nữa rồi. Thêm màu này nữa. Hiện tại thì cái nạn mà đá xấu ở bóng đá phủi hay là ở V-League thì lúc nào cũng có.
nên nhiều khi đá giao hữu chơi chơi được chứ vô giải thì nhiều khi chúng ta phải trang bị phòng ngừa cho chúng ta. Thì đối với một thủ môn á, theo mình á, chúng ta phải trang bị cho mình trước, tại vì thủ môn thực ra là chấn thương, nếu mà đã chấn thương thì chấn thương khá là nặng và những cái chày xước thì khá là nhiều. Mình á, khi mình chơi sân 7 cỏ nhân tạo á, lúc nào mình cũng có một cái quần bay layer, cái quần mặc ở trong, cái quần đặt ở trong, nếu mà cái quần phải có đệm bên hông và đầu gối, còn không á, thì mình sẽ mang cái quần 3 phần 4 có đệm đầu gối và hông. Một á, là cho chúng ta có cái cảm giác tự tin hơn khi bắt bóng, hai là nó sẽ bảo vệ được cơ thể của mình không bị chày xước. Nhiều khi các bạn chơi mà bị chấn thương ảnh hưởng đến công việc thì nó rất là phiền. Giống như mình đây thì đợt trước cũng mới bị chấn thương đầu gối nè. Một tuần đầu có đi lại được đâu, có làm được gì đâu. Cũng phải chạy xe cũng không được, co gối có được đâu chạy. Cũng phải kêu người chở đi chở về, cứ là bất tiện cho chúng ta. Thì đã chơi thể thao rồi thì chấn thương là không thể tránh. Thì các bạn nên trang bị cho mình. Ai có ít thì trang bị ít, có nhiều trang bị nhiều. Có tiền thì chơi hàng hãng, không tiền thì chơi hàng phách cũng chả sao hết, chủ yếu là bảo vệ được cái cơ thể của mình ha. Thì đây là hai cái bọc ống quyển của Usport chính hãng, giá 350. Thì bọc ống quyển này không có giảm giá nha các bạn, đúng giá 350 vì quá rẻ rồi. Rồi cuối cùng thì cũng đã giới thiệu xong cho các bạn các mẫu sport mới về của mình. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái livestream này. Còn bây giờ đó thì mình sẽ trả lời tin nhắn của các bạn đã nhắn tin cho mình ha. Ngày mai nếu có thời gian thì mình sẽ review mấy đôi Adidas mới về, hoặc là mấy đôi Gobe. Hôm nay thì khá bận rộn với lại Gobe và các mẫu HO. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Nếu các bạn muốn đặt hàng thì inbox luôn cho mình để được giảm giá, một đôi găng là 100.000 ha. Cảm ơn, tạm biệt.